hung thủ giấu mặt ở tam giác quỷ Nevada. Cả thế giới dường như đều biết tam giác quỷ Bermuda ở Đại Tây Dương, nơi vẫn xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn máy bay và tàu thủy. Nhưng mọi người ít biết tới tam giác Nevada bí ẩn ở nước Mỹ. Tam giác Nevada trải rộng từ Reno, California tới Reno, Nevada và phía tây bang Arizona theo The Sun. Bên trong vùng tam giác này có thành phố Las Vegas, công viên quốc gia George Smith, thung lũng chết và khu vực 51, căn cứ bí mật của quân đội Mỹ. Khu vực có diện tích hơn 40.200 km vuông. Theo báo chí của nước Mỹ, thì tam giác Nevada là khu sa mạc hoang vu, nơi đây hầu như không có cư dân mà chỉ có núi cao trập trung. Vùng đất giữ theo số liệu thống kê, trong 60 năm qua có chừng hơn 2.000 máy bay các loại, kể cả máy bay quân sự của không quân Mỹ như B-24, B-17, P-38 đã bị rơi và mất tích khi đi qua khu vực này. Từ trước tới nay, dư luận Mỹ đồn đại nhiều về vùng tam giác Nevada, bí ẩn làm cho nhiều máy bay bị rơi hoặc mất tích. Một số cho rằng đây là khu quân sự tuyệt mật của quân đội Mỹ, với bí danh là khu 51, đây là căn cứ không quân lớn, là nơi thử nghiệm các loại vũ khí mới, loại máy bay mới cũng như các loại khoa học kỹ thuật quân sự cao. Ngoài ra, dư luận còn cho rằng đây là nơi đã từng xảy ra sự kiện UFO, vật thể bay không xác định của người ngoài hành tinh, bị rơi và Mỹ hiện đang lưu giữ thi thể của họ để nghiên cứu. Vì vậy, mọi người dân và các phương tiện, kể cả các máy bay, không được phép tới và bay qua khu vực này, nếu không sẽ bị lực lượng không quân và phòng không của Mỹ bắn hạ trong số những vụ tai nạn máy bay lạ kỳ ở tam giác nevada người ta nhớ nhất đến vụ mất tích của ông vua kỷ lục stephen fawcett năm 2007 james stephen fawcett sinh năm 1944 tại bang tennessee được biết đến như là một phi công thủy thủ nhà thám hiểm và lập 116 kỷ lục trong nhiều lĩnh vực không những thế, Forsak còn là một nhà kinh doanh đại tài với hai công ty riêng trong lĩnh vực thương mại và chứng khoán là Lakota Trading và Marathon Security, đem lại tài sản hàng trăm triệu đô la Mỹ. Vì thích tám hiểm, Forsak đã sử dụng phần đáng kể trong số tài sản này vào việc đó. 8 giờ 45 phút ngày 3 tháng 9 năm 2007, Stephen cùng với chiếc máy bay một động cơ mang tên là Balanca cất cánh từ đường băng riêng gần thung lũng Smith, Nevada với ý định tìm kiếm địa điểm lập một kỷ lục mới. Tuy nhiên, sau khi cất cánh thì Stephen Fawcett không còn bất kỳ liên hệ qua vô tuyến nào với mặt đất và cũng kể từ đó thì chiếc máy bay và Stephen đã biến mất không hề để lại dấu tích sau khi Fawcett mất tích thì Cục Hàng không Liên bang của Mỹ đã tổ chức một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này, nhưng thất bại. Có nhiều tin đồn đại xung quanh sự kiện Fawcett bị mất tích, như ông ta cố ý bay qua khu 51, tuyệt mật nên bị khung quân của Mỹ bắn hạ. Lại có tin cho rằng ông bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Những tin đồn này đã khiến cho nhiều nhà khoa học nước ngoài quan tâm và tìm kiếm câu giải đáp cho bí ẩn này. Sau một năm, người ta mới phát hiện ra các mảnh vỡ của chiếc máy bay Stephen Fawcett gặp nạn. Các nhà khoa học đã chấp những mảnh máy bay và kiểm tra tìm hiểu xem vì sao máy bay của ông bị rơi. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng máy bay của Fawcett bị rơi không liên quan tới bí mật của khu 51, cũng không phải do người ngoài hành tinh bắt cóc mà có thể là do thời tiết khí hậu khắc nghiệt của khu vực này. Hé màng bí ẩn Tiến John Kelly nhiều lần bay ở Nevada từ năm 1974 và từng nghe nhắc tới tam giác Nevada trên chương trình TV. Có khả năng còn nhiều vụ rơi máy bay hơn bởi không khí trên núi. Nhưng tôi không nghĩ đó là một hiện tượng. Mọi người bay qua dãy núi và không đánh giá đúng áp suất không khí, ông Kelly suy đoán. Các nhà khoa học cho biết hai nhân tố quan trọng là sự di chuyển với tốc độ cao của luồng không khí từ Thái Bình Dương thổi vào, cộng với địa hình vùng núi cao dốc đứng của khu tam giác Nevada đã tạo ra một tiểu khí hậu đặc biệt mà các nhà khoa học gọi là sóng núi. Loại sóng này xoáy như là cơn lốc có sức co giật rất cao. Nó có thể đẩy máy bay lên rất cao rồi đột ngột làm máy bay rơi thẳng xuống mặt đất. Vùng núi Nevada cao trung bình 1.600m, cá biệt có một số đỉnh núi cao hơn 4.000m. Khi máy bay bay trên tầng không khí loãng, thì nhiên liệu bị loãng nên động cơ không thể hoạt động bình thường. Cộng với thời tiết đặc biệt và tác động của sóng núi là thủ phạm gây ra các vụ tai nạn máy bay. Trong ngày, Stephen Fawcett bay qua khu vực này thì không khí di chuyển với tốc độ khoảng 700 km h từ trên cao xuống thấp, trong khi máy bay của Forsett có tốc độ cao nhất là gần 500 km/h nên máy bay đã bị luồng không khí này quật xuống mặt đất. Chiếc máy bay của Forsett bị vỡ tan tành và ông cũng tử nạn. Vừa qua, đài truyền hình Anh đã phối hợp với các nhà khoa học của Mỹ xây dựng bộ phim tài liệu mang tên Bí ẩn vùng tam giác Nevada. Trong đó thì các nhà khoa học đã thu thập và đưa ra nhiều tư liệu như là số lượng máy bay bị rơi trong khu vực trong từng thời gian. Những hiện tượng thời tiết khí hậu của khu vực từ đó vén lên bức màn bí ẩn về nguyên nhân làm máy bay bị rơi. Theo các nhà khoa học, chủ yếu là do thời tiết khí hậu khắc nghiệt của vùng núi Nevada gây ra. Bộ phim này sẽ đưa ra nhiều tư liệu về tình hình biến đổi khí hậu của vùng tam giác Nevada và sẽ được trình chiếu vào năm tới. Tuy nhiên, những tư liệu này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được dư luận của Mỹ và nhiều người vẫn cho rằng khí hậu khắc nghiệt chỉ là một phần chứ chưa phải là bí mật chủ yếu của khu vực này. Bởi vì Nevada là khu quân sự đặc biệt, lực lượng không quân Mỹ có căn cứ khổng lồ tại đây nên việc nghiên cứu thời tiết khí hậu đã được tiến hành một cách công phu để phục vụ cho hoạt động của không quân và các hoạt động quân sự khác. Vì vậy, máy bay bay qua đây đều biết trước được thời tiết khí hậu ra sao. Nhưng dù biết trước để tránh nhưng máy bay vẫn rơi một cách kỳ lạ, một số cho rằng giống như vùng tam giác Bermuda bí ẩn vẫn là bí ẩn. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.